VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Trung tâm phục vụ hành chính khu Khôn Gian, thành phố Thượng Hải. Nơi làm thủ tục hôn nhân khu Khôn Gian, thành phố Thượng Hải. Tôi nói cô đó, thay đổi tính cách đi, nếu không chẳng chung đụng được với ai được. Hai chúng ta đã ly hôn rồi còn gì, liên quan gì tới anh? Cô mặc kệ con trai sao? Con trai giống đánh của anh đó. Cô đúng là không được chuyện gì. Phải rồi, anh muốn nghĩ sao? Bàn trang điểm thuộc về tôi. Chúng ta đều thích loại ly này. Vậy mỗi người hai cái đi. Tủ lạnh là của anh. Máy lọc nước này là do công ty anh phát, thuộc về anh. Máy giặt anh có cần không? Vậy của tôi nha. Cây quạt này cũng của tôi. Máy hút bụi này anh cần không? Cho anh đó. Radio của anh, TV của anh,
Anh cần xem tin tức mà. Tôi sẽ lấy iPad vì tôi thích xem phim. Còn chú mèo thần tài này, anh cần mèo hay là tiền bên trong? Em lấy hết đi. Hiểu Cần à, em ngồi xuống đây đi. Chúng ta nói chuyện về nhà cửa. Căn nhà này giống dĩ tôi không đứng tên. Nếu như anh hối hận, tôi cũng không miễn cưỡng. Trước đây khi mua nhà, anh trả tiền kỳ đầu. Nhưng sau này mỗi tháng em đều trả cùng với anh. Căn nhà này coi như em cũng có nửa phần. Trên hợp đồng mua nhà cũng đã viết, tới cuối năm sau thì mới có sổ hồng. Em định sẽ thế nào đi? Thôi bỏ đi. Đây là tài sản của anh trước hôn nhân. Cùng lắm thì tôi về nhà ba mẹ tôi ở. Bây giờ hai chúng ta đã ly hôn, mẹ em có cho em về không? Thôi vậy đi. Đợi khi nào có sổ hồng sẽ bán nhà đi. Sau đó chúng ta chia đôi tiền. Tôi chưa từng nghĩ tới anh sẽ chia một nửa nhà cho tôi. Anh nói rồi, căn nhà này vốn dĩ một nửa thuộc về em. Em cứ coi như là sự bù đắp về mặt tinh thần cho em chuyện đứa con. Em làm phẫu thuật lớn như vậy, sau này chắc chắn sẽ để lại di chứng. Sao anh lại không biết nói chuyện vậy chứ? Kể từ bây giờ tôi không ở nhà đâu. Tôi sẽ nhanh chóng tìm nhà để chuyển số đồ này đi. Anh có thời gian thì chuyển đồ tôi ra một bên giùm. Tôi sẽ về đây đóng gói sao? Ê, Hiếu Cần. À. Hôm qua đúng ngày nhưng không tới lượt tụi mình. Hôm nay thu xếp buổi sáng đi suối nước nóng cùng hội bạn thân chúc mừng đi. Wow, hôm nay sao trang điểm đẹp quá vậy? À. Hai người cứ ra ngoài một buổi tối là đem theo cả vali vậy sao? Quà sinh nhật hả? Tinh tế hơn rồi đó. Đi thôi. Đi thôi. Chung Hiểu Cần à? À, cậu không sao chứ? Không sao mà. Thời gian qua nhanh thật. Mới đó mà 7 tháng rồi. Nửa năm trôi qua rồi đó. Hiểu Cần cung cự giải, cậu cung sư tử, mình cung thiên bình. Nửa cuối năm này là đón sinh nhật 30 tuổi rồi. Đúng vậy. Nhìn cậu ấy kìa, đâu có giống người 30 tuổi. Đúng đó. Ê, nè Hiểu Cần à, cậu lớn lên kiểu gì vậy? Sao càng ngày càng trẻ vậy nè? Mình nói cậu nghe nha, cậu ấy có bí kíp. Thiệt không? Từ nhỏ cậu ấy đã thích ăn mì ăn liền, thích tới tận bây giờ luôn. Lão quá ngược đó. Mật ngữ thành phố Kim Trì. Ngày nào cũng có thể dự đoán được. Chính là càng sống càng buồn bực. Cuộc sống như vậy tôi không muốn chịu đựng thêm nữa. Chúng ta ly hôn đi.
Thanh toán khách sạn suối nước nóng 5.800 tệ. Thanh toán nhà hàng Bán Sơn 1.200 tệ. Ủa mẹ à, Tiểu Dữ à, ăn cơm chưa? Dạ chưa. Đoán xem mẹ mang đồ ăn gì ngon cho con nè. Gì vậy? Thịt hầm măng, các con thích ăn nhất đó. Ủa, Hiểu Cần đâu? À, cô ấy đã đi suối nước nóng với bạn rồi mẹ. Vậy con mau ăn đi, không thì nguội mất ha. Dạ. Con đi lấy chén đi. Dạ. Lấy giá múc canh ra luôn. Dạ. Ai trời, người xưa hay nói á, sinh nhật của con cái là ngày chịu khổ của mẹ. Con bé đi chơi, thiệt tình. Hôm nay mẹ nấu canh mang qua đây, lại không gặp được con bé. Con ngồi đi. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Nhưng sao mẹ gọi điện cho con bé từ hôm qua tới giờ đều không gọi được vậy con? À, điện thoại của Hiếu Cần bị hư rồi. Vậy sao? Dạ. Thời buổi bây giờ á, thiếu cái gì thì còn được chứ không có điện thoại là bất tiện lắm. Ngày mai con sẽ mua cái mới cho cổ. Tiểu Dữ à. Dạ. Con tốt thiệt. Con biết không, gặp ai mẹ cũng nói Hiếu Cần nhà tôi đã tìm được một rể hiền cho tôi. Nè, ăn tiếp đi. Dạ. Mùi gì sao con? Dạ, ngon lắm. Nhưng mà Tiểu Dữ à, mẹ có chuyện này đã luôn vướng mắc trong lòng mẹ rất lâu. Nhưng ngày hôm nay Hiểu Cần không có ở nhà, mẹ muốn nghiêm túc nói với con. Dạ, mẹ nói đi. Con coi Hiểu Cần của chúng ta cũng đã 30 rồi. Có phải con nên tặng cho con bé một món quà thực tế không? Dạ. Sổ hồng của nhà này chắc năm sau là có rồi đúng không? Mẹ và ba đều nghĩ là con cũng nên để tên của con bé trên sổ hồng nữa mới là tốt nhất. Con thấy được không? Dạ được. Thật không? Dạ thiệt mà. Ê trời ơi, Tiểu Dữ à, tốt quá. Nè nè nè, uống nữa nha. Sinh nhật vui vẻ nha bạn yêu. Cảm ơn. Sinh nhật vui vẻ nha Hiểu Cần. Cảm ơn. Cứ tưởng tuổi 30 còn xa lắm. Ai ngờ quay đi quay lại đã 30 thật rồi. Hiểu Cần à, hôm qua cậu đã ước điều gì vậy? Mình thấy tò mò lắm đó. Phụ nữ bước qua tuổi 30, thứ mà mình muốn có khi nào cũng thay đổi không? Cũng không hẳn đâu. Có rất nhiều chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, không liên quan gì tới có qua tuổi 30 không. Mình cũng không ước gì hết. Không ước sao? Tiểu Thư Giai à, tiếp theo là sinh nhật của cậu, cậu muốn làm gì? Mình hy vọng là sẽ có cảm giác an toàn nhiều hơn. Cậu còn thiếu cảm giác an toàn sao? Cậu sắp vào được cả két bảo hiểm rồi. Cậu đã có một ông chồng tốt bụng lại yêu thương vợ, và một đứa con trai rất đáng yêu nữa. Cho dù cậu có làm bà nội trợ thì sự nghiệp của hai người cũng là cùng nhau dựng lên. À, còn ở một nơi tốt nhất nữa. Cậu như vậy mà còn đòi hỏi gì nữa chứ? Cậu không biết nhà của mình còn thiếu khoản nợ lớn cỡ nào đâu. Hơn nữa bây giờ còn thế chấp ngân hàng để vay nợ cho công ty. Hai cậu không biết tính đặc thù của công ty mình đâu. Hãy tưởng tượng như là hai cậu đang ngồi trên đống lửa mỗi ngày vậy đó. Thôi không nói nữa, nói tới cậu đi mặn đi. Cậu cũng sắp 30 rồi đó, có mơ ước gì? Mình chắc chắn sẽ ở lại Thượng Hải, sống cuộc sống mà mình thích nhất. Nhưng mà nếu như mình không ở Thượng Hải nữa thì mình có cơ hội tới Hồng Kông không? Wow, cậu tiêu rồi, muốn bỏ trốn với người ta hả? Đi Hồng Kông cũng thăng tiến được mà. Nó không chỉ có thể kéo gần khoảng cách địa lý hơn, mà sự cách biệt của mình với Lương Chính Hiền cũng sẽ không còn nữa. Cậu nghĩ kỹ chưa? Bên cạnh anh ta có người phụ nữ khác không? Anh ấy nói mình độc thân, mình tin anh ấy nói. Vẫn là câu nói đó, về mặt tình cảm phải bảo vệ tốt cho bản thân trước, đừng bao giờ để bản thân bị tổn thương. Mình ủng hộ cậu Mặn Ni. Một số thời điểm đứng yên tại chỗ nhìn một nơi không thể tốt lên được, rời khỏi thì ít nhất cũng có nửa cơ hội. Có thể sẽ xấu hơn, nhưng mà cũng có thể sẽ càng tốt hơn. Ê Chung Hiểu Cần, cậu vừa qua tuổi 30 thôi là bắt đầu nói chuyện triết lý hơn rồi ha. Cậu vừa qua 30 một cái là bắt đầu chín chắn hơn rồi đó. Mình ly hôn rồi,
mới làm thủ tục sáng nay, giấy ly hôn còn nóng bỏng tay nè. Ngay ngày đầu tiên của tuổi 30. Có phải là do hormone quấy phá bốc đồng không? Cách xử lý là bốc đồng, nhưng thực sự không thể sống như vậy nữa. Hai người im ỉm không ai biết, làm chuyện lớn. Có lẽ kể từ khi mất con, mình đã có ý định này rồi. Hiếm có mà, Trần Dữ cũng thoải mái. Có lẽ anh ấy cũng có ý định này từ lâu rồi, đã chịu tới giới hạn, cho nên vô cùng thoải mái. Nói ra mới thấy kỳ lạ, trước đây vẫn luôn vướng mắc chuyện đứa con, nhưng mà khi làm thủ tục ly hôn, mình bỗng nhiên thấy được giải thoát. May mà tụi mình không có con đó, không cần phải nhẫn nhịn trong hôn nhân cho tới già luôn, phải không? Làm cái gì mặt mày ủ rũ vậy hả? Bây giờ mình đã được tự do rồi, đây chính là phần quà lớn nhất tuổi 30 của mình. Chung vui với mình đi. Nè, làm gì vậy? Làm gì vậy? Cộng Ly. Mình mừng cho cậu, Hiểu Cần. Hiểu Cần chúc mừng cậu. Ly hôn thì sao chứ? Ít nhất tôi có thể ở một căn phòng tốt như vậy, tôi thấy hạnh phúc quá. 30 thật tốt, 30 tuổi vạn tuế. Alo. Alo. Đã chết người rồi sao? Mấy người? Để đây đi. Anh liên lạc với Tiểu Thụy chưa? Không liên lạc được, xuống máy bay là trực tiếp tới chỗ em rồi. Anh muốn cả hai chúng ta cùng lên đó luôn. Cậu Hứa, cô Hứa tới rồi. Gì à? Dì ơi, Tiểu Thụy đâu? Đang ở trên lầu. Hai người lên trước đi. Được rồi. Tiểu Thụy, bây giờ tình hình sao rồi hả? Dây chuyền sản xuất nổ khiến hai công nhân tử vong, cảnh sát đã đưa Thẩm Kiệt đi ngay trong đêm. Đó là không khống chế pháp nhân ngay. Bây giờ chỉ còn lại tôi và con thôi. Nói đi, chúng tôi phải làm sao đây? Chúng tôi không biết phải làm sao hết. Cô bình tĩnh lại đi. Trước tiên phải mời luật sư tìm hiểu tình hình đã. Hai người có quen luật sư nào không? Tôi không quen người nào hết đó. Tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy những chuyện này. Tôi lo việc chăm sóc cho con cái là bận tối tăm mặt mũi rồi. Tôi không biết gì hết đó. Cô đừng lo quá mà Tiểu Thụy. Tôi sẽ nhờ Nguyễn Sơn liên lạc cho cô. Tôi muốn đau tim luôn.
mỗi lần Tết nhất, người ta gặp nhau thường chúc nhau năm mới an lành. Chỉ có những người làm trong ngành pháo hoa này, cứ gặp nhau là sẽ hỏi han có bình an không. Năm nay nhà chúng tôi không thể đoàn viên rồi. Tạm thời cô đừng nghĩ nhiều nữa. Trước hết nghĩ coi chúng tôi có thể giúp gì cho cô không. Tôi đã đặt vé máy bay rồi. Buổi tối hôm nay tôi sẽ cùng con trai tới Sydney. Cô định bỏ đi sao? Cũng may mà tôi luôn kiên trì nên mới không chuyển sang nhà lớn hơn. Số tiền tích góp được đã mua một căn nhà bên Úc đứng tên mẹ tôi. Trước đây Thẩm Kiệt đã nói, nếu xảy ra chuyện gì tôi hãy đưa con đi, cầm cự được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu thật sự phải bồi thường thì lấy căn nhà này là đủ rồi. Số tiền trong thẻ này là để cho ba của Thẩm Kiệt. Bây giờ ông ấy vẫn đang du lịch vui vẻ nên không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Sơn, anh là bạn bè thân thiết nhất với Thẩm Kiệt. Ba anh ấy xin nhờ anh chăm sóc giùm. Tôi cũng chỉ biết nhờ anh như vậy thôi. Đơn hàng lớn cậu nói với tôi lần trước, ổn không đó? Cơ bản không có vấn đề gì. Mọi việc đều tiến hành dựa theo hợp đồng đã ký trước đây. Tôi còn dự định thế chấp nhà tôi vay tiền cho cậu đó. Lỡ như cậu bị thất bại thì tôi còn giúp cậu được. Thẩm tổng à, cậu định giúp tôi sao đây? Để cậu tới chỗ tôi, trực tiếp nhận chức chuyên viên thiết kế pháo hoa. Sao có thể nói nổ là nổ chứ? Công ty pháo hoa cũng giống như pháo hoa vậy, nhìn vô thì rực rỡ, nhưng một khi nổ cũng tan thành mây khói như pháo hoa. Anh không thể nào tưởng tượng nổi công ty của Thẩm Kiệt lại xảy ra chuyện như vậy. Ông xã, hôm nay anh có nhận ra được không? Tất cả những gì chúng ta có hôm nay đều là do ngồi trên đống thuốc nổ đổi lấy được. Trước đây em muốn mở tiệm đồ ngọt nhỏ, dòng hỏi quý bà tìm kiếm nguồn tài nguyên mới, chính là muốn trải đường chắc chắn hơn cho nhà của chúng ta. Thay vì mỗi ngày lo lắng xảy ra chuyện thì chị bằng hãy tính toán trước. Bà xã, trước đây anh không hiểu tại sao em lại dòng hỏi quý bà như vậy, nhưng bây giờ anh đã hiểu được rồi. Sau khi em trở về, em sẽ đặt hai vé máy bay đi tới công xưởng. Phải kiểm tra lại lần nữa vậy mới thấy yên tâm. Được, anh nghe lời của em. Chặng thứ quý hai rồi nha, cho cậu thua luôn nè. Nè, người đẹp, người đẹp, rốt cuộc cô có chuyện tới không? Sao tôi tìm hoài chẳng thấy cô đâu? Hả? Ngày mai thì tôi sẽ bắt đầu đi làm. Vậy có cần tôi chuẩn bị xe không? Được, anh giảm giá cho tôi một chút nha. Đương nhiên rồi, chúng ta kết bạn WeChat đi. Được. Anh Hà nói cô nghe, tiểu khu chúng tôi tốt lắm đó. Nhóm trà sữa, nhóm đồ ăn sáng, nhóm mua thức ăn, cái gì cũng có hết á. Thích hợp với người sống không cố định như chúng ta. Chúng ta kết bạn đi. Được. Để tôi quét. Bây giờ cần phải sống tiết kiệm, được chút nào hay chút đó. Đây chính là một ưu thế lớn của khu tổ hợp đó. Bảo đảm khi cô ở quen rồi, cô không muốn đi đâu nữa đâu. Khi nào cần tôi gửi tin nhắn cho anh nha. Cũng được. Cảm ơn anh. À, không có gì. Có gì cứ gọi tôi một tiếng. Cảnh lạ lẫm huyền náo ầm ĩ tiếng người mang lại cảm giác khác hẳn với trung tâm thành phố trước kia. Nhưng nếu thật sự ở lại sẽ thích ứng được nhanh thôi. Chào. Chào buổi sáng Hiểu Cần. Chào. 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 Gửi Chung Hiểu Cần.
Chị không cần. Hả? Chị có hàng của VIP shop nè. À được, để đây. Ờ à, Tiểu Lương, mà tới đây coi. Hả? Trời ơi, đẹp quá. Sinh nhật qua rồi mà còn có nhiều quà vậy. Ai tặng? Ai tặng tôi đâu, thiệt không phải quà đâu. Tôi tự mua đó. Trời ơi, cô tự mua thiệt hả? Nè nè, cô không cần sống nữa sao? Hàng giảm giá mà. Nếu như chị thích thì tôi gửi chỗ mua cho chị. Được, được. Cảm ơn. Đúng rồi. Tôi có đem xà phòng 2 mét về cho mọi người nè. Wow, thế chúng tôi cũng có quà sao? Cảm ơn, cảm ơn. Ê, này Tiểu Chung, Âu Dương, mau qua đây nhanh lên, nhanh lên. Có quà, có quà. Cảm ơn. Mau lên, có quà nha. Cảm ơn nhiều. Cho cậu. Cảm ơn chị. Thích quá. Hôm nay chị bị sao vậy? Hả? Sao vậy là sao? Bình thường đi làm á, chị đâu có đánh son đỏ như vậy, cũng không có kẻ mắt luôn. Tôi không ngờ là cậu ẻo lả như vậy đó. Cậu nghiên cứu trang điểm luôn sao? Nhìn không đẹp, chị đâu có hợp với trang điểm đậm. Tôi thích như vậy có liên quan gì tới cậu đâu. Bình phẩm về vẻ ngoài và cách trang điểm của một người phụ nữ là loại đàn ông kém cỏi nhất đó. Chị coi em là đàn ông thì em sẽ không bao giờ nói nữa. Ngân hàng Chiêu Thương, tài khoản vừa nhận được 150.000 tệ. Buổi trưa nay, trưa nay tôi sẽ mời mọi người ăn cơm, chọn chỗ nào đắt nha. Cảm ơn Hiểu Cần. Cảm ơn nha. Chọn chỗ nào đây ta? Chúng ta ăn món gì? Phải chọn chỗ đắt mới được. Trại tạm giam Thân Giang. Đi đi. Cho em điếu thuốc đi. Vậy thôi, hỏi cũng như không. Anh đâu có hút thuốc đâu. Ê, có đem hộp quẹt không? Có thuốc mà không có hộp quẹt cũng như không. Nè, sao anh không hộp hút thuốc? Hút thử đi. Không quan tâm thì thôi, để em tự đi ăn mình. Nè, hôm nay anh mời em ăn cơm. Cần gì phải tới nơi sang trọng vậy ăn, lại còn gọi quá trời thức ăn nữa. Nói rõ trước đi, bữa ăn hôm nay là có ý gì? Em thấy giống như là ăn no là phải lên đường vậy. Lúc em ở trong tù hả, thì anh làm gì? Chẳng lẽ anh nghĩ cách trừng trị em sao? Em không về nhà đâu nha. Em cứ lo ăn đi. Anh rảnh quá thôi. Ôi, chị dâu đâu? Sao không kêu chị ăn chung? Em nghĩ là mình giỏi lắm hay sao đây? Có cần anh dùng kiểu 8 người khiêng không? Thì em cũng muốn cảm ơn chị ấy mà. Tiền phạt của em á, cũng may là có chị dâu nộp cho. Đúng hôm sinh nhật của chị ấy hả? Còn tới tận nơi tạm giam á, trong lòng của em thấy hổ thẹn vui lắm. Cái này ngon nè. Sinh nhật cô ấy, cô ấy đã đi nộp phạt cho em sao? Ủa, chị không nói cho anh nghe hả? Trời, chị dâu của em đúng là một người tốt. Nhà ai mà gặp một đứa em trai như em á, chắc chắn là họ sẽ không ưa đâu. Chỉ có mình chị dâu thôi. Thôi em tự phạt 3 ly. Ê, mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Con ly hôn rồi. Con ly hôn rồi. Con ly hôn rồi. Con ly hôn rồi. Đúng, phải mạnh mẽ như vậy. Sớm muộn cũng phải qua ải này. Mẹ à,
Con có chuyện muốn nói với mẹ. Ê, cục cưng, sao hôm nay con lại về vậy? Hiểu Cần về đó rồi sao? Mọi người đang chơi mặt trượt sao? Đúng rồi, hôm nay bạn học của mẹ tới nhà chúng ta chơi mặt trượt. Mau chào hỏi đi chứ. Dạ, con chào dì, con chào dì. Chào dì. Con về mà cũng không nói để mẹ chuẩn bị cơm cho con. Dù sao thì hôm nay mẹ cũng thắng. Hay con đợi chút rồi đi ăn với mẹ và các dì nha. Cùng đi. Dạ không sao, con ăn rồi, mọi người cứ tự nhiên, cứ chơi thoải mái ạ. Ê nè, Hiểu Cần à, lúc nãy con định nói chuyện gì với mẹ vậy? Ủa, con định nói chuyện gì với mẹ sao? Đúng vậy. Nè Hiểu Cần à, nhanh, qua đây ngồi, đi. Dạ được. Lâu lắm rồi không gặp con đó. Lúc gặp là từ hồi cấp 3 đi hát chung với các dì đó, con nhớ không? Chớp mắt con đã lớn vậy rồi, còn lấy chồng nữa chứ rồi. Nè, tôi ghét nhất là nghe chữ lấy chồng đó nha. Con gái tôi lớn hơn Hiểu Cần mấy tuổi lận đó, nhưng cho tới giờ nó vẫn chưa có bạn trai. Tôi lo chết đi được. Hiểu Cần nhà chúng tôi nó hiểu chuyện lắm, không để tôi lo lắng đâu. Con rể của tôi giỏi lắm đó, làm việc ở đài truyền hình nữa, là một nhân tài đó, đúng không? Tôi cũng muốn nhờ chị giới thiệu một người tốt cho con gái của tôi nữa. Các dì chơi tự nhiên nha, con đi thay giày đây. Ê, đợi chút, con ngồi xuống đi. Chuyện là vậy, vừa nãy các chị nói gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nè, con rể của tôi làm việc ở bộ phận tin tức của đài truyền hình đó. Hay là mọi người cứ nói đi, con đi lấy giấy viết đi. Tôi sẽ ghi lại. Con rể của tôi chắc lại đi công tác rồi. Hiểu Cần sẽ ở lại đây chơi mấy ngày. Đợi con rể của tôi về, tôi sẽ kêu Hiểu Cần nói với nó, để con rể tôi giúp mọi người giải quyết nha. Được không? Ở bộ phận tin tức đại truyền hình đó. Giỏi quá đi. Tốt thật đó, thật là tốt. Nè, tôi nói cho chị nghe, vấn đề bãi xe của tiểu khu phải giải quyết đầu tiên. Còn có sạp nhỏ lẻ nữa, suốt ngày bày ra đường, không có chỗ đi luôn vậy đó. Có sạp nhỏ lẻ nữa, suốt ngày bày đầy ra đường, không có chỗ đi luôn nữa. Thì hư luôn đó. Cái thằng bỏ hư đầu gối luôn à. Thằng mái nhà tôi hư rồi. Vậy đó, hư xuống chứ. Hư đầu gối luôn. Vậy chị sao đổi được vậy? Đúng rồi, phải sửa gấp. Được, không thành vấn đề ha. Được. Anh nói ngày mai mới tới Thượng Hải mà. Anh nhớ em quá, cho nên đổi ngày. Còn nhớ món trứng chiên với lại cà chua của em nữa. Em ở nhà nấu cho anh ăn có được không? Em vừa mới chuyển nhà, còn chưa thu xếp xong nữa. Lần sau nha. Được rồi. Em đang đâu vậy? Em nhìn thấy anh rồi. Em ở đằng sau anh đó. Chính Hiền. Sao lại ở tiểu khu xa như vậy chứ? Hết cách rồi. Tiền thuê phòng tăng nhanh quá. Người đẹp. Tôi vừa định nhắn cho cô nè. Chuyện là gì? Tôi đã tìm cho cô một chiếc xe mới. Tôi định một lát nữa tôi sẽ gửi số điện thoại tài xế cho cô và cả biển số xe nữa đó. Xe mới có đáng tin không? Mặc dù đó là xe mới, nhưng mà người rất đáng tin. Tuyệt đối đảm bảo an toàn cho cô. Tôi hiểu rồi. Được rồi, gặp sau nha. Cẩn thận đó. Cái chú vừa nãy có phải là tài xế xe taxi không? Không phải, coi như là giúp nhau ghép xe đó. Giúp nhau ghép xe hả? Giống Uber chỗ anh đó. Uber?
Chẳng qua là mấy người tiện đường ghép chung xe với nhau thôi. Em không thấy bất tiện sao? Bởi vậy sẽ có người sắp xếp thống nhất thời gian và cả địa điểm phải sắp xếp. Chỉ cần nhường nhịn nhau một chút cũng coi như ổn. Đây chính là ưu điểm của tiểu khu em ở. Anh biết anh trai vừa nãy được gọi là gì không? Gọi là gì? Sưởi ấm cho nhau. Anh đói chưa? Đói chứ. Bên này. Chỗ em ở có mấy căn nhà? Ở tầng này thì tầm 6 nhà. 6 nhà hả? Nè, vô đi. Anh tự tìm chỗ ngồi nha. Wow. Tăng 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 tăng. Anh nhớ mùi vị này lắm luôn đó. Bởi vì lúc trên thuyền điều kiện có hạn, làm được món này là điều tuyệt vời. Nè, anh thử đi. À đúng rồi, em còn chuẩn bị một món quà cho anh nữa. Chờ chút. Quà sao? Ngon quá em ơi. Đương nhiên rồi. Là cái này. Mở ra xem đi. Anh thấy sao? Hy vọng là anh sẽ thích. Tặng bạn trai sao? Tôi thấy tặng ví tiền thì sẽ tốt hơn. Ví tiền có thể đem, cũng có thể không đem. Không biết là vali đó khắc chữ được không? Sao Mạng Ni lại tặng Lương Chính Hiền vali du lịch vậy? Lại còn khắc tên lên đó nữa chứ. Mạng Ni đã nói là cô ấy tin Lương Chính Hiền không có người khác. Nhưng thật ra trong lòng cũng quan tâm lắm. Lương Chính Hiền cả ngày bay đi bay lại. Nếu anh ta dám đem theo chiếc vali bên trên còn khắc chữ thì chứng tỏ anh ta không có người khác. Chiêu này lợi hại ha. Nhưng mà vali này đắt quá trời. Mua nó xong thì cả tháng lại nhịn ăn nhịn uống để trả nợ thẻ. Vậy thì mệt mỏi quá rồi. Tôi quyết định lấy cái này. Vanuatu. Đó chính là nơi kết nối sinh tử của hai chúng ta. Coi như là quà kỷ niệm đi. Tốt quá rồi. Có chiếc vali này, anh có thể kể cho người khác câu chuyện mạo hiểm của chúng ta. Câu chuyện sống động và chân thật. Có điều quà này đắt thật đó. Anh cảm ơn em. Chỉ cần mỗi lần anh tới nơi này đều sử dụng nó thì không đắt chút nào. Cảm ơn em. Thôi anh mau ăn đi. Tuân lệnh. Trứng chiên với cà chua nguội rồi sẽ không ngon đâu. Nguội không? Không sao đâu. Hay là để anh thuê nhà cho em ở nha. Không lẽ anh nghĩ là em mua vali cho anh với mục đích là để anh thuê nhà cho em sao? Đương nhiên là không phải rồi. Với lại anh cảm thấy chỗ này cũng rất tốt. Chỉ có điều là nó cách xa chỗ em làm quá. Anh thì đâu có thể ở lại Thượng Hải được lâu. Em một mình ở những nơi như vậy á, anh cảm thấy không yên tâm cho lắm. Và anh cũng không muốn em phải ghép xe với người ta. Cảm ơn. Nhưng mà em không cần đâu. Anh thuộc về em rồi. Chỉ thuê một căn nhà thôi có đáng gì đâu em. Em cảm thấy em ở đây cũng rất tốt mà. Sau này mỗi lần anh tới Thượng Hải, em có thể ở khách sạn chung với anh. Được rồi, anh hiểu mà. Vậy thì sau này anh sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Cạn ly. Cạn. Ok. Nhà mới.